Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Toán học đầu trâu do Đam Mỹ Tưởng Truyện thực hiện. Tập 36. Kỳ thần ngữ đợi hết một ngày, chàng phảng ánh nắng trời chiếu xuyên xuống mới ra đầu hẻm. Cậu cầm vòng hổ phách không nhìn được nghĩ, cảnh hoàng hôn có đẹp hay không, hóa ra đều phụ thuộc vào tâm tình. Lục đình hán bạch chở cậu trên xe đạp, hổ phách hứng nắng hoàng hôn, quang ảnh loang lổ. Mà bây giờ một mình cậu đi ra đầu hẻm, chỉ cảm thấy mỗi gió chiều. Lỡ làm nhiều ngày như thế, ngày mai cũng đi học rồi. Cậu thở phào tìm được cách tránh né. Người nhà họ Đinh mùa hè nóng quá nên cứ tách ra, trời lạnh thì hẳn không thể tụm hết vào nhau ăn một bữa cơm. Vẫn là nồi lẩu đồng, hình ảnh đập bát quẳng đũa lần trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, ai nhìn mà lòng vẫn còn sợ hãi. Đinh Duyên Thọ động viên mọi người, dù sao ông mới vừa đánh Đinh Hán Bạch một trận, chắc là bữa này có thể ăn trong êm đẹp. Hòa tan mỡ bò, sau khi cho ớt vào thì nổi lên một lớp váng dầu đỏ, Khương Sấu Liễu liếc một cái. Còn chưa bắt đầu ăn mà ai cũng nhai hết củ cải rồi. Đinh Khả Dũ chỉ tay, Kỷ Chân Châu ăn sống, con nhìn thấy. Kỷ Thần Ngữ bưng bát tương mẻ của mình cười cười, hai ngón tay kẹp lấy miệng tỏi ngâm, tàn nhẫn chuẩn xác bắn vào mi tâm đối phương. Đinh Khả Dũ cũng sững sờ, lại còn biết phó, lực cũng mạnh nha. Kỷ Phương Hứa từ xưa đã dạy cho Kỷ Thần Ngữ luyện tập lực ngón tay. Cửa sổ thủy tinh ở chính giữa vẽ một chấm tròn, cắp hòn đá nhỏ bắn lên cửa, luyện tập sức mạnh và cả sự chính xác. Kỷ Thần Ngữ không biết đã bắn vỡ bao nhiêu cửa sổ, nhưng chính là bởi vì có tính phá hoại nên mới cảm giác thú vị. Đình Hán Bạch chưa bước vào cửa thì tiếng nói đã oang oang trước rồi. Đi vào trong thì thấy Kỷ Thần Ngữ và Đinh Khả Dũ trò chuyện vui vẻ, cầm tỏi ngâm ném tới ném lui. Chờ Kỷ Thần Ngữ nhìn thấy anh, tỏi cũng không ném nữa, cũng không nói lời nào, nụ cười kia cũng biến mất tăm. Anh cứ như vậy bị ghét rồi sao, còn có thể cười đùa với thằng ba, mà người cậu từng thân nhất là anh đây là bị đẩy vào lãnh cung rồi. Mọi người gắp thịt, Đinh Hán Bạch không có khẩu vị, người ngồi bên tay trái của anh cứ rụt vai lại, sợ bị anh đụng trúng. Anh thương hại cho bản thân mình, nguyên một ngày bận tối nối chân không chạm đất, trở về còn phải đối mặt với tình trường không như ý. Đinh Duyên Thọ nói, Thần Ngữ, đưa hoa hẹ ở chỗ con cho thầy. Kỷ Thần Ngữ đứng dậy đưa lên, không thể tránh khỏi đụng với cánh tay của Đinh Hán Bạch. Đinh Hán Bạch rên một tiếng, lại bưng bát dầu mè run rẩy, vẻ nông tay áo gấp từng nếp lên, lộ ra cánh tay đầy vết thương chồng chéo. Một mảng đỏ thấm máu tơ vẫn còn, vết rách da đã kết một lớp non mỏng manh. Cái chổi phất trần năm nào, đống đánh tới gáy nát thành bốn khúc. Đinh Duyên Thọ cuốn dây thép lại càng lợi hại hơn. Kỷ Thần Ngữ vì tiếng suýt xoa kia mà liếc mắt thấy rõ vết thương, quên thu hồi tầm mắt. Cánh tay đã như vậy, vai và lưng chắc chắn là nghiêm trọng hơn. Cậu vội vàng hỏi, anh có đau không, anh thoa thuốc? Cậu lập tức phanh lại, giống như rừng thương hại, sợ hỏi xong thì lại càng dây dưa. Đinh Hán Bạch nói, tất nhiên là đau, dù tim tôi có nát nhưng cũng chỉ là máu thịt thôi. Cắp một miếng cá nghiêng đầu đặt vào bát của Kỷ Thần Ngữ. Thuốc cũng là từ tôi thoa, biết cậu không muốn giúp tôi mà. Miếng cá tươi ngon, đầu đũa vừa ấn thì đã xé thành mảnh nhỏ. Kỷ Thần Ngữ biết đây là chính sách dụ dỗ, cậu sợ mình nhảy già không ăn, lời cũng không đáp, chuyển sang Khương Thải Vi để hóa giải lúng túng. Hỏi Khương Đình Ân sao cuối tuần không tới đây. Khương Thải Vi nói, sắp cuối kỳ rồi, ba nó bảo nó ở nhà ôn bài. Nhắc tới học tập, vừa đúng lúc Kỷ Thần Ngữ nói, sư phụ sư mẫu còn muốn cho ở trường. Mọi người cũng hơi kinh ngạc, ở đây chưa có ai phải cho ở trường, trong nhà ăn ngon uống mát, cho ở trường gian khổ biết bao nhiêu. Kỷ Thần Ngữ giải thích cặn kẽ, thì cuối kỳ xong là lên lớp 12, cậu muốn cố gắng nhiều hơn, cuộc sống quá thoải mái trái lại sẽ lười biếng. Đinh Hán Bạch lòng chửi đờ mờ, thiệt thòi cho cậu nghĩ ra chiêu này,
Trốn tới trường học cho là vạn sự đại cát rồi sao? Anh không đợi Đinh Xuyên Thọ phát biểu ý kiến lập tức ngắt lời. Không được, tôi không đồng ý. Khương Sáu Liễu hỏi, tại sao con lại không đồng ý? Anh nói, cả ngày ở trường học thì khi nào mới tới Ngọc Tiêu Ký làm việc, còn chưa đủ, mắt nhìn phía trước nhưng khóe mắt cũng đủ giết người. Trọ ở trường không cần đóng tiền sao? Không có tiền. Trong lòng mọi người cũng kinh ngạc, thầm nghĩ Đinh Hán Bạch từ hồi nào lại hẹp hòi như vậy. Huống hồ ngày ngày ở chung cũng đều biết Đinh Hán Bạch thật ra quan tâm nhất là Kỳ Thần Ngữ. Đinh Nhĩ Hòa thì cực kỳ thắc mắc, khi ở Xích Phong rõ ràng tới mạng cũng không cần, sao bây giờ lại quyết liệt như vậy? Ăn cơm trước, ăn no thì lại nói sau. Đinh Xuyên Thọ hòa hoãn, chỉ lo con ruột lại hất cả nồi thịt lên để mắng người. Kỳ Thần Ngữ mất mặt, xa mặt cầu mỏm, cúi đầu nhìn chằm chằm cái bát, muốn nhìn tương mè thành trao luôn. Một lúc lâu bầu không khí trên bàn cũng thả lỏng, cậu cuối cùng cũng nhìn không được, ở dưới bàn đạp Đinh Hán Bạch một cái. Cất giấu chút tâm tưởng này, đoán Đinh Hán Bạch sẽ không làm gì mình, bởi vì biết Đinh Hán Bạch thích cậu. Cậu ỷ vào Đinh Hán Bạch thích cậu, cậu cực ghét cái đức hạnh này của mình, nhưng cũng lại có cảm giác sung sướng bí ẩn không thể diễn tả được. Vừa hoàn hồn, trong bát nhỏ lại có một con tôm trắng. Đinh Hán Bạch bị cú đạp kia làm cho sảng khoái, không cảm thấy đau, lập tức gắp con tôm đáp lại sự làm nũng của đối phương. Không sai, chính là làm nũng. Anh nói là cái gì thì chính là cái đó. Ăn một miếng đi. Anh thấp giọng bảo, chỉ cho phép em ra chiêu, không cho anh hủy cái chiêu đó sao hả? Kỳ Thần Ngữ nói, em không muốn gặp anh. Rõ ràng cắn chặt răng nói lại như gấp tới nỗi khóc nức nở. Tim của Đinh Hán Bạch tan vỡ, sau khi nhìn chăm chú cậu một lát thì liền gác lại đũa, đứng dậy rời chỗ. Cái lưng không thẳng tắp như lúc thường hơi cong, cánh tay cứng ngắc, mọi người dồn dập dò hỏi, tới cả hơi thở của anh cũng run. Vết thương đau quá, còn về phòng nghỉ. Đinh Nhĩ Hòa nói, hôm nay cái giá ở trong kho bị ngã, vai Hán Bạch bị đập vào. Kỳ Thần Ngữ xoay mặt nhìn chằm chằm, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Câu nói kia của cậu như bí kíp nổ, xả hết lên toàn bộ đau đớn. Cậu sắp không chịu được, muốn theo. Khương Sáu Liễu đã ở trước cậu một bước, lòng cậu đành phải tiếp tục bị treo lên. Cơm nước no nê, Đinh Xuyên Thọ và Đinh Hậu Khang học cổ pháp pha trà, bố trí một bàn. Tivi đang chiếu Xuân Ván năm ngoái, vô cùng náo nhiệt. Ngoài trừ Đinh Hán Bạch có thương tích, nhóm tiểu bối đều xôm từ xung quanh, cậu cũng chỉ có thể kiên trì ngồi theo. Trong phòng là tiệc trà vui vẻ hòa thuận, ngoài phòng không biết khi nào đã mưa. Mưa đêm gõ cửa sổ, giống như nhịp trống đánh lung tung. Nhịp tim của Kỳ Thần Ngữ cũng hỗn loạn theo. Chờ người đi thì trà ngồi, Đinh Xuyên Thọ bảo cậu ở lại. Đinh Xuyên Thọ hỏi, sao bỗng nhiên muốn ở trò ở trường? Kỳ Thần Ngữ vẫn dùng lời giải thích kia, cậu biết nếu như dùng những lý do khác sẽ không đáng tin. Đinh Xuyên Thọ suy nghĩ một chút nói, điều kiện sống ở trường học rất kém, lớp 12 quan trọng, vậy càng phải được tiếp tế đầy đủ. Có phải là đường xa quá, cảm giác lúc đi lúc về rất phiền phức không? Như vậy đi, đạp xe của sư ca con, thời tiết không tốt thì bảo nó lái xe đưa con đi. Kỳ Thần Ngữ liên tục phủ nhận, không dám bảo Đinh Hán Bạch đưa đón, ngồi nghe từng câu, dường như ngay cả mặt mũi nhìn Đinh Xuyên Thọ cũng không có. Sư phụ, con không sợ khổ, cậu chỉ dám cái là như vậy thôi, Đinh Xuyên Thọ lại nói. Sư phụ sợ, con là con trai của Phương Hứa, thầy làm sao có thể cho con chịu khổ. Không nói cái này, con tới đây từ mùa hè, bây giờ là mùa đông rồi, dù là con chó con mèo cũng có tình cảm, huống hồ thầy bắt con làm con trai, thầy không nỡ. Mặt mũi cậu Kỳ Thần Ngữ cũng chua xót, cậu có tài cán gì, cậu có may mắn gì? Sư phụ, con... Chống ngực trong lòng căng tràn, cậu đắn đo hết lần này tới lần khác, cứ sợ chưa đúng mực. Thầy có thể cho con gọi thầy một tiếng ba không? Đinh Xuyên Thọ choáng váng, sau đó ôm lấy cậu, vỗ lưng cậu. Cậu gọi một tiếng ba,
đời này vốn chỉ từng gọi Kỷ Phương Hứa đúng một lần, kéo dài tới lúc cáo biệt cuối đời. Giờ khác này trăm mối ngổn ngang, lừng đèo ân tình lần thứ hai mở miệng. Sư phụ cũng được, cha nuôi cũng được, đều có thể lấp đầy chỗ trống trong sinh mệnh của cậu. Chuyện trò ở trường cứ như vậy coi như là kết thúc thôi. Lúc Kỷ Thần Ngữ đi ra khỏi phòng khách có hơi choáng, cậu vừa đi vừa tắt đèn, tiếng mưa rơi tả tích không nghe được dấu của lời đinh thân thỏ bên tai. Lấy cái gì để trả ơn đây? Cậu lại còn làm con ruột của người ta giằng co, hành hạ, dây dưa mãi không dứt. Đèn ở tiền viện đã tắt hết, Khương Xấu Líu liền mở ra một cái. Đứa nhỏ ngốc, tắt hết rồi thì làm sao thấy đường mà đi? Kỷ Thần Ngữ dừng lại. Sư Mẫu, sư ca thế nào rồi? Khương Xấu Líu nói. Nó tìm thuốc giảm đau khắp nơi, uống một viên thuốc ngủ cuối cùng cũng ngủ, đuổi cô ra ngoài, vết thương cũng không cho nhìn. Kỷ Thần Ngữ không đáp, chạy gấp rút về tiểu viện, quần áo ẩm ướt sừng dưng vọt vào phòng ngủ. Đình Hán Bạch ngủ rất say, nằm sấp hơi nghiêng người, tủ đầu giường đặt thuốc ngủ và một cốc nước. Sư ca, Kỷ Thần Ngữ khẽ gọi, vén chăn kéo áo ngủ, lộ ra vết thương đỏ loang lổ, bị thương tới như vậy, hôm qua lại còn có hơi sức quát lên với cậu. Người nằm trên giường ngủ say, cậu ra ra vào vào, cuối cùng ngồi bên giường thoa thuốc chườm nóng. Trên vai, trên lưng, cánh tay, sao ở đâu cũng có vết thương. Bên hông còn có một đường rất dài, đan xen kéo tới trong lưng quần. Kỷ Thần Ngữ nắm chun quần nhẹ nhàng kéo xuống. Không ngờ cơ bắp phía sau lưng đột nhiên căng chặt, thân thể này đột nhiên dừng người dậy. Cậu kinh ngạc thốt lên một tiếng, ném thuốc mỡ, lò sứ vỡ vụn, mùi thuốc tràn khắp phòng, mà cậu đã trời đất quay cuồng vì Đinh Hán Bạch đè dưới thân. Đinh Hán Bạch nói, anh chỉ là hôn em thôi mà, sao em lại nắm quần anh? Kỷ Thần Ngữ cũng chất vấn, anh xả bộ ngủ, anh không phải uống thuốc ngủ rồi sao? Đinh Hán Bạch đáp, lò đó đúng là thuốc ngủ, nhưng bên trong là viên canxi. Kỷ Thần Ngữ giấy rủa không có kết quả, tất cả đều là diễn, từ trên bàn cơm đã bắt đầu diễn. Đinh Hán Bạch giả tạo đè lên người đối phương, vết thương đau thật, đau tới mức nghe răng. Đừng nhúc nhích, nếu ghét anh cũng không muốn gặp anh, tại sao hơn nửa đêm ném lút vào phòng anh thoa thuốc? Sư Mẫu bảo em tới. Ồ, vậy bây giờ anh liền tới tiền viện đối chất. Em đồng cảm vì anh bị thương. Vậy cái thương cảm đó chắc cũng giống như thương anh nhỉ? Anh là anh, vết thương là vết thương. Vậy ngày mai anh đánh thằng ba một trận, em cũng đi thoa thuốc cho nó nhé. Khả năng chém gió của Đinh Hán Bạch trước giờ không thua, hơn nữa còn dùng vũ lực trấn áp, cuối cùng rồi cũng sẽ làm cho đối phương mất sức. Kỷ Thần Ngữ không nói nữa, đột nhiên yếu đi. Coi như là em hèn hạ. Mấy cậu ép hỏi quên mất sạch sẽ, Đinh Hán Bạch dịu dàng nâng hai má đối phương lên. Em không thể nói mấy câu nào dễ nghe hơn sao? Anh cúi đầu cọ lên trán của Kỷ Thần Ngữ. Dám ở dưới bàn đạp chân anh chính là được sủng mà kêu. Em kêu thì cũng đã kêu rồi, không thể quan tâm tới người sủng em một chút được sao? Kỷ Thần Ngữ cũng bất mãn nói. Đã lén lút tới thoa thuốc cho anh rồi, còn muốn quan tâm thế nào nữa? Ý tải ngôn ngoại, cả nhà nhiều người như vậy, ngoài trừ mẹ ruột để ý tới anh, đâu chỉ là quan tâm, đã là thương yêu rồi. Cái này không tính, Đình Hán Bạch nhỏ giọng nói. Em kéo quần của anh, ít nhất cũng phải cho anh kéo quần em, hoặc là hôm đó anh cắn miệng em cũng tới cắn anh cái đi. Kỷ Thần Ngữ ngưỡng thành một phiên má náo nam hồng, đẩy con sói phương Bắc không biết liêm sỉ lầy ra. Cậu muốn ngất xỉu, bát tử đều bị khoảng đi hết, mặt mũi này cũng mất sạch sẽ rồi. Thường nói bệnh đi như kéo tơ, Đinh Hán Bạch lại khỏe rất nhanh. Vừa sáng mưa không ngừng, anh đã ra khỏi nhà, tới hẻm Sùng Thủy tan hoang kia đón Trương Tư Niên. Hai thầy trò mấy ngày nay không gặp, vừa thấy mặt mấy cậu hầm nóng không khí cũng chẳng nói. Trương Tư Niên bị tiếng mưa rơi quấy nhiễu một đêm, ngồi sau xe cuộn tròn lại như một ông lão đảo. Đinh Hán Bạch thì tình nguyện làm tài xế, ở trên đường rẽ trái lườn phải không xác định mục đích. Hồi lâu ông lão không chịu nói. Thằng nhóc con, rốt cuộc là đi đâu? Ta sắp say xe rồi nè.
Đinh Hán Bảnh vui vẻ nói, con ngắm đường coi có gì đẹp không, mẹ người già ra ngoài hóng gió một chút thôi mà. Anh giống như đang điều tra địa hình, loanh quanh trong nội thành phồn hoa, có cái mới xây, có cái đang đời hủy, ghi nhớ hết trong lòng. Trương Tư Niên hỏi, đồ đệ của ông Sáu Ngón đồng ý hợp tác với con rồi sao? Đinh Hán Bạch đáp, không đồng ý. Đâu chỉ là không đồng ý hợp tác, tới cả người sống sờ sờ như anh còn bị đẩy ra xa ngàn dặm. Sư phụ, thật ra người đồ đệ kia chính là sư đệ của con. Anh nói cho Trương Tư Niên, từ xưa tới giờ giữa sư huynh đệ với nhau đều dễ dàng sản sinh vài thứ khác, người có hiểu không? Trương Tư Niên cũng cụp mắt mù không hiểu. Thôi, sau này có tin vui con lại kể. Đinh Hán Bạch không thích kể chuyện thất bại mất mặt không lên tiếng nữa, chạy thẳng tới chợ buôn đồ sỉ Khiêm Hà. Chợ này chiếm diện tích không nhỏ, không lầu không tiệm, sừng lều thét to là được. Bên cạnh là một cái chợ cũng coi như là chợ đồ cổ, nhưng có tính lưu động dành cho những người chơi đồ cổ nghiệp dư. Thầy trò hai người còn chưa ăn sáng, mỗi người cầm một cái bánh nướng vừa đi dạo vừa ăn. Vừa mới mưa xong, người tới không nhiều lắm, mỗi người chỉ một hai món đồ. Hơn nữa rất nhiều chỗ không chấp nhận giao dịch tiền mặt, chỉ chấp nhận dùng vật đổi vật. Đinh Hán Bạch không có mục đích gì lớn, có duyên thì tới tay, vô duyên cũng không đau buồn. Dạo tới dạo lui thì cũng không có ý gì hợp ý. Trường Tư Niên thì hỏi, đi một chuyến nổi mông mang về được cái gì? Đinh Hán Bạch nói, một đống tiêu ngọc đủ loại, máu gà ít nhưng có đài hồng bào. Thật ra mấy ngày qua, ngoài trừ tình tình ái ái thì anh cũng vẫn luôn ghi nhớ tới những khối đá kia. Nếu đã cam kết sẽ kiếm tiền, phải phí nhiều tâm tư. Có một bà bác bưng ra một cái bình ngọc bằng bùn tròn. Đinh Hán Bạch khoang thai tới nhận nhìn kỹ, càng cảm thấy tinh xảo đáng yêu. Anh hỏi, bác ơi, con có thể nhìn một chút không? Vừa sờ tay lên, ngọc ấm bị tiết trời lạnh giá làm cho lạnh theo. Chất ngọc thường thừa, hình dáng là thời vạn lịch mới có. Bác ơi, đây là hàng nhái. Đinh Hán Bạch không muốn giải thích tường tận, nhưng bởi vì ngọc này quá tốt cho nên dù là hàng nhái cũng làm người ta yêu thích. Bà bác nói, đây là nhà chồng tôi truyền lại, lúc trước làm vì sính lễ kết hôn của chúng tôi. Đúng là không phải hàng thật, nhưng chúng tôi đều rất thích. Nếu như không phải vì hoàn cảnh khó khăn thì tôi cũng không muốn bán đi. Đinh Hán Bạch cụp mắt nhìn miệng bình, hình như thấy trong bình có đồ vật, trở tay đổ ra một cái cúc áo ngọc trai đã hỏng. Bà bác nói, mắt tôi bị viễn thị, eo cũng không tiện, cúc áo rơi mất tôi bảo chồng tôi kiếm hộ, ông tìm được rồi, vậy mà tiện tay vứt ở trong bình. Bọn họ điều phối đồ cổ, tai thính mắt tinh, ngũ quan chỗ nào cũng đều nhạy bén phi thường. Trường Tư Niên ngửi ngửi, ngửi nói là thấy một mùi hương thơm tươi ngon, hẳn là hầm canh cà. Bà bác vô phố túi, bên trong chứa bình giữ ấm. Mỗi ngày trước khi tới bệnh viện đều tới đây đứng một lát, tìm người thích hợp mua hàng. Bệnh hoạn trước mặt, bảo bối gì, ý nghĩa gì cũng không quan trọng bằng tiền. Đinh Hán Bạch nói, bác ơi, bác nói giá đi, con không trả giá đâu. Anh cũng không phải là quá độ thiện tâm, mà là thật lòng yêu thích, cũng cảm thấy có duyên. Chiếc bình bạch ngọc lạnh lẽo cô độc, đổ ra một cái cúc áo ngọc trai, làm anh ảo tưởng viển vông. Giao dịch xong, Đinh Hán Bạch cảm thấy bụng đói cồn cào, đi vài bước rồi quay đầu lại. Trường Tư Niên cổ quái đánh giá anh, hỏi, làm sao? Trường Tư Niên nói, còi cái mặt đốt tiền kìa, có phải là đến tuổi rồi, muốn cưới vợ sao? Lời nói bâng khuâng còn kích thích hơn cả thuốc. Đinh Hán Bạch bị cụm từ muốn cưới vợ này làm cho say đắm. Mở cửa lên xe mà như cởi giày lên giường, đeo dây an toàn mà như đắp mền long phượng. Mọi thứ đều đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu một người vợ nữa thôi. Anh nhớ tới kỳ thần ngữ nửa đêm thoa thuốc cho mình, chọc chìa khóa khởi động xe, ngầm cà cũng không để ý Trương Tư Niên ở phía sau ngồi. Nhưng cái sức lực kia đã vạch trần ra cái điều quyến luyến nhu mì. Chờ buổi tối gặp được, thu hồi tác phong lang thang, bày vẻ nghiêm túc, ăn một bữa cơm luôn cười như không cười,
Đinh Hán Bạch cứ như khùng, sau khi tỏ rõ cõi lòng thì vừa đấm vừa xoa, bây giờ đang thả dây câu vào nước, không dây dưa không lại nhảy, thích thú trùng dây. Kỷ Thần Ngữ không hiểu cái kiểu ẩm ương này là sao, chỉ vui mừng Đinh Hán Bạch đã sửa tính. Có lẽ là tỉnh ngộ, có lẽ biết sai liền thay đổi, dù sao cũng tốt đẹp. Cậu nâng bát nuốt xuống một ngụm canh chua, không hiểu sao trong lòng cũng chua. Cậu biết tình cảm của Đinh Hán Bạch làm cậu sợ sệt, tuy nhiên cũng có phần nào làm cậu vui mừng và động lòng. Đối phương dây dưa làm cậu lo lắng xoắn xuýt, nhưng cậu cũng rất hưởng thụ khoái cảm được quan tâm. Kỷ Thần Ngữ cũng rầu rĩ, dù cho không tính là làm mà không nhận, mà gọi là được hời mà khoe mé. Cậu xem thường bộ dạng này của mình, tâm sự quá nặng, sốt ruột nóng trong người mọc ra mấy cái nhọt miệng, hút một bát canh đau thấu tim gan. Về tiểu viện gió lạnh thổi run, nhưng cả người lại có xu thế nóng lên. Đình Hán Bạch ở phía sau hỏi, làm bài tập xong chưa? Tới xem vật liệu đi. Chính là không thể trì hoãn, Kỷ Thần Ngữ ảm đạm theo sát đành đi tới phòng cơ khí. Bên trong phòng lại ngơi là lạnh, cậu nhìn không chảy mũi. Đinh Hán Bạch từ Ngọc Tiêu Ký mang về hai khối tiêu ngọc ba lâm, một khối ngọc xanh lá đậm, một khối vàng nhạt hỏi. Hai khối này anh muốn làm một con dấu mặt rơi hình vuông và một con dấu dẫn thủ hình thú. Muốn em làm cũ, chuyện này anh phải xác nhận lại trước, em dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ kỹ thuật ngụy tạo. Kỷ Thần Ngữ đầu óc mơ hồ nói phải, Đinh Hán Bạch nói, phải em quang minh chính đại mà làm, đừng lén lén lút lút nó. Kỷ Thần Ngữ kinh ngạc nói, được không, sư phụ biết thì nói sao. Đinh Hán Bạch ngồi xuống hai chân bắt chéo, có cái gì không được. Anh nghĩ tới Đinh Xuyên Thọ, vết thương trên người mơ hồ lại đau, lời nói ra là nhẹ như mây gió. Tay nghề này là do sư phụ Kỷ khai sáng, là cha đẻ của em dạy, vậy cha nuôi của em có gì để phản đối? Vô cùng kinh ngạc, Kỷ Thần Ngữ mãi không đáp lại, sau khi xác nhận không có sai sót thì liền đồng ý. Đừng nói hai con dấu, Đinh Hán Bạch khắc cái nào cậu làm cú cái đó cũng được. Bỗng cậu nhớ tới trọng điểm hỏi, sư ca, anh khắc theo tư liệu, rồi em làm cú, sau đó đi bán. Cậu nghi hoặc Đinh Hán Bạch trước đó cũng có chủ trương ngụy tạo để bán, là đòi phục chế mà thôi. Đinh Hán Bạch nói, em quang minh chính đại mà làm xong anh muốn quang minh chính đại đặt trong Ngọc Tiêu Ký bán. Kỷ Thần Ngữ đoán không được ý đồ của đối phương, mà nhất định là có chút đạo lý. Tất cả nói rõ ràng, những chi tiết nhỏ cần căn dặn hai bên cũng đã báo cáo xong. Cậu run cầm cập, nghĩ chắc là hết chuyện rồi, phải về phòng nghỉ ngơi. Thần Ngữ, Đinh Hán Bạch gác lại hai chân gọi cậu. Kỷ Thần Ngữ chân vừa bước ra thì liền thu hồi, hơi nghiêng người hỏi làm sao. Đinh Hán Bạch bỗng nhiên nở nụ cười nói, hôm nay anh cũng không chủ động trêu chọc em, vô cùng khắc chế, em thấy thế nào? Im lặng, câu hỏi này không có cách nào đáp lại. Đinh Hán Bạch cười càng rõ ràng hơn, sẽ không phải là một chút cảm giác cũng không có đâu nhỉ? Vậy anh vẫn phải tiếp tục khắc chế tiếp sao? Anh vốn đã chuẩn bị nhìn em chừng 3 ngày, 5 ngày, nhưng 3 hay 5 ngày vẫn chưa hết mà anh thấy đã đau lòng rồi. Kỷ Thần Ngữ ảm đạm đứng thẳng, mỗi từ mỗi câu của người kia đều không biết xấu hổ. Cậu nhìn cũng không dám nhìn, quay lại nhìn chằm chằm mảnh sân, cố gắng nói một cách lạnh lùng, tùy anh, dù sao thì cũng không liên quan gì tới em. Đinh Hán Bạch sao mà tin, thật hả? Cứng hay mềm anh đều dùng cả rồi, 36 kế còn có cái gì nữa nhỉ? Thừa dịp cháy nhà hôi của bá vương ngành thừa cung đúng không? Bá vương ngành thừa cung là cưỡng gian, Kỷ Thần Ngữ nói, anh bảo em chế ra đồ vật đặt trong cửa hàng, có thể phục chế đồ thật cũng có thể, chỉ cần anh cần tới em, anh cứ mở miệng, nhưng đừng nhắc chuyện khác, được không? Hắn vỗ bàn một cái, kiên trì của Đinh Hán Bạch không quá 3 giây. Con người anh rất xấu tính, vì thích em cho nên tình nguyện hạ mình, xin em được lưỡng tình tương duyệt. Anh nói vô cùng hùng hồn, nếu như tất cả các chiêu thức đều vô dụng, em cứ mãi từ chối, vậy lưỡng tình tương duyệt anh cũng không cưỡng cầu nữa. Anh còn muốn làm bá vương một lần, không cần biết em có thích hay không.
Kỳ thần ngữ cực kỳ kinh hãi, cậu vốn đã sợ sệt dao động rồi, lại không nghĩ rằng quyền quyết cũng vô dụng. Đinh Hán Bạch làm chuyện gì cũng dựa theo tính tình của bản thân, hoàn toàn không cân nhắc tới thứ khác. Cậu chạy gấp rút trở về phòng, khóa cửa, đóng cửa sổ, lên giường núp vào trong chăn. Cậu cảm thấy lạnh, lạnh tới mức run lên, còn khó chịu hơn ở chỗ Thảo Nguyên hôm đó. Đợi tiếng bước chân tới gần, cậu tới run cũng không dám, đã trông gà hóa quốc. Đinh Hán Bạch đứng ngoài cửa sổ, bên trong một mảnh đen nhánh, tới cả đường nét cũng nhìn không rõ ràng. Nhưng mà cửa sổ giấy đã sớm chọc thủng, anh cũng đã bị từ chối 180 lần, từng câu từng chữ từ chối càng làm anh rõ ràng hơn, trong lòng kỳ thần ngữ rõ ràng là có anh. Vì bọn họ đều là nam, vì bọn họ là sư huynh đệ, vì ân tình với Đinh Duyên Thọ, nên cậu mới kết luận rằng bọn họ nên đi theo con đường đúng đắn. Nhưng thật sự là sai sao? Thật sự là phản đạo đức sao? Cho dù là vậy, Đinh Hán Bạch nghĩ dù sao anh cũng phải là lần đầu tiên phạm sai lầm. Tiếng bước chân dần xa, kỳ thần ngữ cuộn mình thành một chùm nắm chân thật, vết lở trong miệng vô cùng xót, cùng với cổ họng cùng nhau thiêu đốt. Ráng lâu sau đó, cậu rốt cuộc cũng mơ màng ngủ, phát sốt, đôi môi nứt ra một vết thương. Sát vách thì cũng tối đèn, Đinh Hán Bạch suy nghĩ, tình yêu làm anh buồn quá. Anh đang suy nghĩ cái bình ngọc thạch bằng bồn tròn kia nên xử lý thế nào. Trưng bày đơn thuần thì hơi vô vị, dù sao đó cũng là vật bao hàm tình nghĩa phu thê, lại còn có duyên với anh.